Triển lãm chuyên đề Hồ Chí Minh chân dung một con người nhân kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9. Ngành giáo dục khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong năm học mới. Lan tỏa mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, nội dung sẽ đến trong phần cuối chương trình. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 1 tháng 9. Xin chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và bây giờ, hãy cùng khởi động một ngày mới. Chiều qua, đoàn kiểm tra theo quyết định số 888 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng đoàn kiểm tra 888 Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên, định kỳ hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, không phải có vấn đề gì mới kiểm tra. Nội dung kiểm tra cũng chỉ rõ là về công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cả cấp, nhất là cấp chiến lược. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cả cấp ủy Đảng trực thuộc đoàn để kiểm tra trong công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo tự kiểm tra, phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ tài liệu, chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn qua kiểm tra lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tổng thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng đoàn kiểm tra Bùi Văn Cường cho biết, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra nêu rõ những kết quả nổi bật, nhiều cách làm hay, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công tác cán bộ cả cấp của địa phương thời gian qua, như công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ. Các đơn vị được kiểm tra có một số đề xuất kiến nghị với Trung ương về công tác cán bộ. Đoàn kiểm tra tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, qua kiểm tra, đoàn nhận thấy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp trực thuộc về công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Tại hội nghị, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, tham gia góp ý để đoàn kiểm tra hoàn chỉnh trình Bộ Chính trị xem xét kết luận. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ dân hoa, dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thỉnh chuông tại tháp chuông hòa bình cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời đặt vòng hoa tươi thắm và lần lượt các đại biểu dân hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trên khắp mọi miền của đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, nguyện tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu, tiếp bước truyền thống của các thế hệ ông cha, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau phút mặc niệm, các đại biểu tham dự buổi lễ đến từng phần mộ thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 54 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm chuyên đề Hồ Chí Minh chân dung một con người. Dự khai mạc triển lãm vào sáng qua có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến. Với trên 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, qua từng phần trưng bày nội dung triển lãm, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh dần được khắc họa với những góc nhìn khác nhau về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách sống của một lãnh tụ vĩ đại, tận tụy quên mình, kiên trung bất khuất vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nhưng lại giao lòng bác ái, thanh bạch, dung dị trong cuộc sống đời thường. Cùng với những hình ảnh tư liệu về miền quê Nghệ An, những năm tháng học tập và lớn lên ở mảnh đất cố đô Huế, quá trình trưởng thành trong phong trào cách mạng thế giới. Dấu ấn của triển lãm chính là cuộc đời và sự nghiệp của người gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đó là lãnh tụ lỗi lạc đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng Trung ương Đảng trực tiếp chuẩn bị lực lượng cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền, sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng, làm nên một Điện Biên lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Lãnh đạo thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua những gian khổ của chiến tranh, hình ảnh người cha già dân tộc luôn ân cần, giản dị, gần gũi đã in sâu vào tâm trí mỗi người dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người như một lời tri ân đối với bác kính yêu, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại địa bàn thị xã Hương Thủy. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, cũng như nắm bắt tình hình học sinh, giáo viên và các điều kiện liên quan phục vụ năm học mới tại trường tiểu học Thanh Toàn và trường mầm non Thủy Thanh 2, thị xã Hương Thủy. Đồng thời nghe các trường báo cáo về công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị tại các đơn vị trường học, đồng thời đề nghị các đơn vị bám sát sự chỉ đạo của ngành giáo dục và cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tổ chức khai giảng năm học mới, chủ trọng huy động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần ngay từ những ngày đầu năm học, quan tâm hỗ trợ kịp thời cho học sinh thuộc diện hộ nghèo và đảm bảo an toàn cho học sinh, nhất là học sinh học bán trú tại trường, ra soát quy mô trường lớp, tổng hợp đề xuất nhu cầu và lộ trình đầu tư xây dựng của các nhà trường, đồng thời yêu cầu các trường khẩn trương triển khai công tác vệ sinh trường lớp, khang trang sạch đẹp, tạo tâm thể vui tươi phấn khởi cho các em học sinh, nhất là hoàn tất chu đáo các khâu để buổi lễ khai giảng năm học mới diễn ra trang trọng và ý nghĩa, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học trong năm học 2023-2024. Thưa quý vị, đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong bối cảnh triển khai dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học mới này. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, qua rà soát vẫn xảy ra tình trạng thiếu giáo viên và ngành cũng đã triển khai nhiều giải pháp để từng bước khắc phục thực trạng này. Hiện nay, lực lượng đội ngũ giáo viên ở Thừa Thiên Huế vẫn đang thiếu, tập trung ở cấp bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Một số trường có tình trạng thiếu giáo viên cục bộ khi có người nghỉ hưu, sinh con, nghỉ bệnh. Bên cạnh đó, một bộ phận giáo viên chưa theo kịp được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, chưa sử dụng thành thạo giải pháp dạy học trực tuyến để quản lý lớp học, tổ chức các hoạt động học tập, nhất là vẫn còn tình trạng giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định. Mặt khác, việc dự báo tính toán nhu cầu của các địa phương chưa sát, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, dẫn đến hiện trạng thiếu giáo viên cục bộ vào mỗi dịp đầu năm học mới. Đây cũng là một cái vấn đề mà thành phố luôn luôn quan tâm và đặc biệt có cái sự chỉ đạo. Việc thiếu giáo viên trong nhiều năm học cũng có do rất nhiều nguyên nhân. Số giáo viên nghỉ hưu, số giáo viên chuyển công tác, một số giáo viên tự nguyện xin không giảng dạy để làm công việc khác nó phù hợp hơn, hoặc là do điều kiện gia đình. Thì việc này thì thường xuyên có sự biến động, và cứ mỗi năm biến động như vậy thì cũng rất là khó khăn trong cái công tác giảng dạy ở các trường. Chính vì vậy mà cái việc tuyển dụng viên chức giáo dục đào tạo thì cũng phải duy trì hàng năm. Trong năm nay, để đảm bảo được cái triển khai thực hiện chương trình giáo phương 2018 thì chúng tôi đang cân đối biên chế của toàn ngành và bố trí để giáo viên là đảm bảo được là tổ chức dạy học hai buổi ngày cho lớp từ lớp 1 đến lớp 4. Riêng đối với lớp 5 thì hiện tại thì đang bố trí được là dạy học một buổi trên ngày. Đối với cấp trung cơ sở
thì chúng tôi cân đối thừa thiếu cho các trường để thực hiện việc luân chuyển và đảm bảo được là việc triển khai nhiệm vụ học của các trường là với cái biên chế được giao là đảm bảo cho cái thực hiện nhiệm vụ học của cấp trung học cơ sở. Thừa thiếu giáo viên cục bộ là vấn đề không mới, bởi thực tế nếu tuyển hết số biên chế sẽ rất khó khăn trong việc luân chuyển giáo viên đến các vùng xa trên địa bàn. Bên cạnh đó, vì những lý do khách quan như theo chương trình giáo dục phổ thông mới có nhiều môn học mới, yêu cầu bổ sung thêm giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, tin học hay các môn tích hợp. Rất nhiều trường học trong tỉnh thiếu giáo viên phải linh hoạt các giải pháp để đảm bảo chương trình học theo quy định. Cụ thể như ở thành phố Huế, hiện đang tuyển bổ sung 130 chỉ tiêu viên chức và nhân viên, trong đó có 26 giáo viên mầm non, 37 giáo viên tiểu học và 53 giáo viên trung học cơ sở. Nếu tuyển đủ số lượng trên thì đội ngũ cơ bản đáp ứng yêu cầu. Thành phố đã sớm ban hành cái kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục đào tạo năm 2023 trên cơ sở số lượng còn thiếu. Đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ rất quan trọng để hiện hoàn thiện cái bộ máy giảng dạy ở tại các trường, đảm bảo cho cái việc chuyển đổi sách cũng như là đổi mới chất lượng và giáo dục. Hiện nay thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng chúng ta cũng đang thực hiện chương trình giáo dục hiện hành của 2006. Và hai chương trình này thì việc bố trí giáo viên cũng có một sự điều chỉnh phù hợp. Chính vì thế mà trong cái việc tổ chức tuyển dụng thì phải có sự ra soát giữa cái giáo thoa chuyển tiếp giữa hai chương trình. Và chúng tôi cũng đã báo cáo việc này trước phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh và cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để làm sao đó cái việc tuyển dụng cũng giống như bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên là chúng ta chủ động trong cái việc là chúng ta dự báo cho cái chương trình hiện hành và cái chương trình trong khi kết thúc cái chương trình đổi mới phổ thông 2025 để đảm bảo cái việc thừa thiếu nó cân đối phù hợp. Tính đến tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh có hơn 17.000 cán bộ quản lý, giáo viên. Trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn theo luật giáo dục 2019 là 90,9%. Trong đó giáo viên mầm non đạt tỷ lệ 97,5%, tiểu học 78,4%, trung học cơ sở đạt tỷ lệ 91,6%, trung học phổ thông đạt 100%, giáo dục thường xuyên 97,8%. Toàn tỉnh hiện có gần 5.400 giáo viên tiểu học, trong đó có 78% giáo viên đạt chuẩn. Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách để khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục ngoài công lập, tham gia xã hội hóa giáo dục để giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đồng bộ với giải pháp khác. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có giải pháp căn cơ từ sớm, nhất là khi năm học 2023-2024 đang cận kề, để đảm bảo hoàn thành đúng chất lượng và mục tiêu ngành giáo dục đề ra. Đối với Thừa Thiên Huế thì chúng ta chủ động hoàn toàn về cái việc là xây dựng kế hoạch cũng giống như là trong việc tuyển dụng và sử dụng đội ngũ. Chúng ta thực hiện cái việc tuyển dụng thì nó đồng thời cái việc chúng ta điều tiết giáo viên giữa vùng thừa vùng thiếu để đảm bảo sự cân đối, tránh cái việc là môn thừa môn thiếu tạo ra những cái sự bất cập ở trong cái tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cũng giống như thực hiện cái tính giảm biên chế ở sau này nó khó khăn ra. Và quan trọng thứ hai trong cái việc không chỉ việc tuyển dụng để đảm bảo, nhưng vấn đề là tạo điều kiện thuận lợi trong cái công tác cho đội ngũ giáo viên giữa các huyện, giữa trong các huyện và giữa các huyện và thị xã và thành phố. Năm học 2023-2024 này, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 283.000 học sinh cả cấp và hơn 4.300 học viên giáo dục thường xuyên. Hiện tại ngành giáo dục cũng đã có rất nhiều phương án để điều chỉnh thừa thiếu giáo viên ở các địa phương. Cùng với việc tuyển dụng, sử dụng biên chế giáo viên, các địa phương cũng chỉ đạo sắp xếp, dồn điểm trường một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể, đảm bảo tính hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Có thể khẳng định, việc tháo gỡ những vướng mắc về nhân lực là việc làm cần thiết của các cơ sở giáo dục hiện nay nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục với những thông tin khác. Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2023 và trao đổi một số vấn đề báo chí phản ánh. Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã thông tin một số nội dung trọng tâm mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh thực hiện về tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, nghị quyết 83 của Chính phủ.
Trong đó trọng tâm là tỉnh đã và đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quốc gia hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng thẩm định quốc gia cho ý kiến thông qua trong tháng 9 năm 2023 này. Ngoài ra, tỉnh đang phối hợp với Bộ Xây dựng để hoàn thiện các quy hoạch đề án sau khi được thẩm định, quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065. Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại 4. Liên quan đến các vấn đề mà phóng viên phản ánh như tình trạng giáo viên nghỉ việc, vấn đề khó khăn trong tuyển giáo viên dạy theo sách giáo khoa mới, tình hình đấu thầu bổ mỏ khoáng sản ở các huyện trên địa bàn, việc bố trí công việc tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC Thừa Thiên Huế sau khi một số cán bộ được tại ngoại, vấn đề và giải pháp hạn chế bạo lực học đường trên địa bàn, việc chiếm dụng mặt nước sông suối thả lưới để làm du lịch đã được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan trả lời và làm rõ thêm thông tin các vụ việc. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thùy Giang cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong việc đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên tiếp tục góp sức cùng với tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, phản ánh đầy đủ trung thực mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 13. Hội thảo đã nhận được 29 tham luận của các đơn vị, các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn đến từ các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế. Trong đó có 7 bài là của các tác giả là những nhà quản lý thực hiện chính sách phát triển kinh tế tập thể. Cả 3 viết thể hiện tinh thần nghiêm túc, khoa học và bám sát đúng chủ đề của hội thảo. Các thảo luận đã thể hiện phương pháp tiếp cận đa chiều trên quan điểm hệ thống, toàn diện lịch sử, cụ thể, quan điểm thực tiễn, đổi mới và phát triển, có ý nghĩa tư tưởng chính trị cao, có hàm lượng khoa học sâu sắc, phản ánh thực tiễn đa dạng, phong phú trên nhiều bình diện. Thông qua hội thảo khoa học, các cơ quan đơn vị, các nhà khoa học luận giải rõ hơn các cơ sở khoa học để đảng đề ra các quan điểm, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế tập thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình trong phát triển kinh tế tập thể của các địa phương, qua đó đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển nhanh và bền vững các đơn vị kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức tôn vinh 16 tấm gương thanh niên hiến máu tình nguyện năm 2023. Hiện nay toàn tỉnh có 27 câu lạc bộ về hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống, nhóm máu hiếm, hàng năm tiếp nhận hơn 25.000 đơn vị máu. Riêng giai đoạn 2020-2022, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 100 đợt hiến máu tình nguyện, thu về hơn 10.000 đơn vị máu. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm nay, thông qua các hoạt động như chiến dịch vận động lễ hội Xuân Hồng, Chủ nhật đỏ đã thu về hơn 2.700 đơn vị máu. 16 đại biểu được vinh danh lần này là những tấm gương có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện với hơn 30 lần hiến máu trở lên. Họ là những tấm gương đại diện cho hàng nghìn người hiến máu tình nguyện trên khắp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vì những nghĩa cử nhân ái và cao đẹp, thầm lặng hiến máu để cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân, góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Chi cục thủy sản vừa tổ chức thả hơn 5.000 tôm sú trưởng thành ra vùng biển Thuận An nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Hơn 5.000 con tôm sú trưởng thành nhằm bổ sung đàn tôm sú bổ mẹ, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và phát triển cân bằng môi trường hệ sinh thái đang bị ảnh hưởng. Thông qua hoạt động còn góp phần tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản quê hương đến bà con ngư dân tại địa phương. Theo kế hoạch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực thực hiện xã hội hóa sâu rộng các hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, mỗi năm phấn đấu thả tái tạo đạt số lượng khoảng 2 triệu con giống thủy sản các loài trên tất cả các thủy vực tự nhiên, nước mang lờ, ngọt thuộc địa bàn toàn tỉnh. Chào mừng Đại hội Hội nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai phong trào thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, thông qua phong trào, vị trí vai trò của tổ chức hội các cấp đã thể hiện rõ, đặc biệt là trong quản lý, vận động, hỗ trợ nông dân. 5 năm qua, phong trào tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút hơn 53.000 hộ hội viên nông dân đăng ký và có hơn 31.000 hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 122,9% chỉ tiêu.
vận động thành lập 56 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp với hơn 600 thành viên tham gia. Điển hình như anh Huỳnh Văn Khanh, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, với mô hình trồng cây hoa sủng cảnh với diện tích 4 hecta, tổng doanh thu mỗi năm từ 4 đến 5 tỷ đồng, lợi nhuận đem lại từ 1 đến 1,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 15 lao động. Hiện tại trong vườn mình cộng trên được 100 dòng hoa sống, trong đó có những dòng mình nhập và cũng có những dòng mình tự lai tạo ra. Thì cũng có những cái lai tạo ra mình cũng có giá trị cao. Thì có trong vườn hoa sống thì có sản phẩm của mình tổng ra bán ra thị trường từ 35.000 tới 300.000, có những cái từ trên 300.000, có những cái tiền triệu, 3 triệu, vài chục triệu đó là bình thường. Thì mô hình của mình giải quyết được làm cho tầm 15 anh chị em từ 15 vườn trên hệ thống bán hàng. Ông Lê Quang Cao, thị trấn Siêu, huyện Quảng Điền, với mô hình nuôi cá chim giống và thương phẩm, thu nhập xấp xỉ 10 tỷ đồng một năm, lợi nhuận khoảng 3 tỷ đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động. Tôi vẫn tin tưởng rằng là đến một ngày cái thành quả nó sẽ đem lại cho mình rất là nhiều, chứ không phải là hiện tại thì nó chưa lắp hết cả cái diện tích này, nhưng mà nếu mà lắp hết là những năm sau là mỗi năm đều có thu. Ngoài ra, nhiều mô hình nông lâm kết hợp với chăn nuôi đã giúp cho không ít nông dân không chỉ xóa được đói, giảm được nghèo mà còn thu nhập tiền tỷ, vươn lên làm giàu chính đáng. Với mô hình trồng sen Huế kết hợp nuôi vịt trời và chăn nuôi bò sinh sản đã mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm cho nông dân Trương Công Lợi, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang. Ông Nguyễn Văn Tùy ở xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc, với mô hình nông lâm nghiệp kết hợp thu nhập 1,7 tỷ đồng một năm. Bà Nguyễn Thị Thừng, xã Hồng Thường, huyện A Lưới, với 17 hecta rừng trồng kết hợp với chăn nuôi trâu bò đã cho thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Từ phong trào này, hàng nghìn hộ nông dân sản xuất giỏi đã quyên góp hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng, giúp đỡ gần 2.230 hộ hội viên nông dân có điều kiện sản xuất vươn lên thoát nghèo, đạt 113,2% chỉ tiêu. Phong trào còn thu hút được nhiều doanh nhân, trí thức trẻ tham gia, trở thành những người tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao trong canh tác, đẩy mạnh sản xuất. Trong nhiệm kỳ qua 2018 đến nay, từ 2023, thì phong trào đã phát triển rất là mạnh và thu hút được đông đảo hội viên nông dân tham gia, đạt nhiều cái kết quả tích cực. Cụ thể là qua phong trào nó thúc đẩy rất nhiều cái việc là thành lập các cái loại hình kinh tế tập thể một cách là hiệu quả, rồi hình thành các hình thức hợp tác tự nguyện trong nông dân, góp phần tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, thực hiện tốt cái liên kết năm nhà và xuất hiện nhiều cái gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, quy mô lớn, hiệu quả sản xuất và lợi nhuận kinh tế hàng năm rất là cao. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực sự lan tỏa mạnh mẽ đến hộ nông dân cả cấp trên địa bàn tỉnh. Đóng góp không nhỏ trong tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần giữ vững ổn định kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình sáng nay. Chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thật vui tươi, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế hôm nay, sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nên nhiệt độ tăng từ 1 đến 3 độ, ở vùng đồng bằng và Nam Đông từ 30 đến 32 độ, huyện A Lưới từ 28 đến 29 độ, độ ẩm phổ biến từ 64 đến 68%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m.